Xin chào tất cả các bạn, mình là Lê Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên năm 2 của ngành văn học ứng dụng trường Đại học Văn Lang, đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022. Bản thân mình mong muốn có cơ hội được lan tỏa tinh thần đọc sách để phát triển bản thân và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với mọi người thông qua những chia sẻ về cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng mình đến lối sống tích cực. Có một câu châm ngôn khiến mình rất tâm đắc và phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ, thẩm thấu, đó là chỉ có sách mới cho chúng ta biết tới sự thật, cái đẹp hoàn mỹ và tình yêu. Mình của ngày trước khi đọc câu nói đấy không hiểu vì sao chỉ có sách mới cho chúng ta biết đến sự thật, cái đẹp hoàn mỹ và tình yêu mà không phải đến từ việc nhìn thấy, nghe được và làm nên trong thực tế. Nhưng bây giờ thì khác, mình của hiện tại đã hiểu rõ tận tường câu châm ngôn đó và câu châm ngôn ấy chính là triết lý sống của mình ngày hôm nay. Trước đây mình đã được chị họ giới thiệu đến một cuốn sách. Chị họ nói với mình rằng hãy đọc nó thật chậm rãi, chí ít mỗi ngày một trang để có thể thấm từng câu chữ và hiểu rõ hơn về cuộc đời. Tuân theo những nguyên lý, thông tin hữu ích được trao đi sẽ giúp chúng ta giàu có hơn. Hôm nay mình muốn giới thiệu cuốn sách đó đến với các bạn. Đó là cuốn sách Thương Được Cứ Thương Đi của tác giả Hồng Hải, nhà xuất bản Dân Trí, được phát hành vào năm 2018. Đó là một cuốn sách giản dị, sâu lắng nhưng đầy tình cảm, nói về những số phận đời thường có thật. Luôn luôn trong xô bồ, lúc nào cũng có ấm áp. Đó là lời tựa tác giả Hồng Hải viết đầu sách và cũng là cảm nhận cuộc đời đã hòa quyện vào trái tim, ý thức sau khi đọc sách. Nếu như ngày trước, mình có lối suy nghĩ khá tiêu cực về mọi tình huống, mọi vấn đề qua những trải nghiệm ít ỏi của bản thân. Nếu như ngày trước, mình nghĩ rằng mọi thứ không hay, không tốt xảy ra đều do quả báo, đều do tâm địa xấu xa của con người, thì bây giờ mình đã có suy nghĩ khác đi. Mình nhận ra có những người, những việc không như ý bởi họ bị đặt vào hoàn cảnh không như ý, hay có những khi họ lựa chọn sự an ổn. Mình hiểu được bản thân nên nhìn nhận mọi vấn đề đa chiều và với một trái tim rộng mở, ấm áp, chứ đừng vội phán xét, đừng vội suy bụng ta ra bụng người mà làm tổn thương những người xung quanh. Mình còn nhớ có lần khi mình ăn vỉa hè, một cậu bé khoảng 7 tuổi có đến mời mình mua vé số, nhưng mình đã xua tay và thậm chí còn khó chịu ra mặt khi thấy em ngồi nhìn mình ăn với vẻ mặt thèm thuồng. Mình lúc ấy đã có một hành động đáng chê trách hơn, cố gắng ăn thật chậm rãi để trêu chọc em. Mình vẫn giữ lối suy nghĩ quá đáng ấy cho đến ngày mình đọc được Thương Được Cứ Thương Đi. Mình thấy mình ích kỷ, vô duyên và cực kỳ xấu hổ về việc mình đã từng làm trong quá khứ. Vì biết đâu được cả ngày hôm đó em chưa ăn một bữa nào. Vì biết đâu được em nhịn ăn để có tiền mua thuốc cho người thân. Vì biết đâu được và muôn vàn lý do khác đáng được cảm thông. Mình đã bắt gặp trong cuốn sách câu chuyện về một người mẹ dù mượn nợ để chữa bệnh cho con, vẫn tình nguyện tham gia các hoạt động từ thiện khác trong truyện ngắn Cho Đi. Mình từng cố gắng làm thật nhiều việc tốt với suy nghĩ rằng mình sẽ được báo đáp. Nhưng sau khi đọc Thương Được Cứ Thương Đi, mình mới hiểu rằng việc tốt thật sự phải xuất phát từ sự chân thành, đồng cảm và mong muốn trao đi vô điều kiện. Chỉ như vậy, người nhận mới không cảm thấy mặc cảm, người cho mới thật sự vui mừng. Nếu bạn đến với tha nhân vì niềm vui, vì lòng mình biểu đến, chứ không phải để tích phước, thì cuộc trao, nhận sẽ đẹp lắm. Làm việc thiện để tích phước có nghĩa là bạn không trao hay cho gì cả, chỉ là gửi tiết kiệm mà thôi. Câu nói như ngọn lửa đốt cháy trái tim mình, giúp mình học cách cho đi đúng nghĩa. Mình bắt gặp trong cuốn sách câu chuyện về một người đàn ông lam lũ, bình thường như bao người lao động ngoài kia, ngày ngày ngược xuôi với những chuyến xe ôm. Tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không, Hồng Hải đã khắc họa hình ảnh ấy đầy xúc động với tình yêu của ông dành cho vợ mình, với niềm lạc quan sống dù gánh nặng cơm áo gạo tiền. Hãy đọc truyện ngắn Cuốc Xe Ôm Nhớ Đời trong sách để thấy. Đằng sau một hình ảnh không mấy đẹp đẽ, tráng lệ dưới mắt nhìn trực diện là một tình yêu thương cao cả, khiến sống mũi mình cay. Tình người ấm áp từ những con người bình thường nhất, tình người ấm áp vì chúng ta biết quan tâm, cảm thông với nhau. Chưa trải đời nhiều, những lần đầu nhìn thấy chuyện người lừa lọc người, chuyện người vũ lực người đã khiến mình trở thành một cô bé nhiều hoài nghi và đôi khi mất niềm tin vào cái thiện. Thương Được Cứ Thương Đi của Hồng Hải như một cơn gió lành khiến mình sống chậm lại, luôn muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp từ chính những đau khổ của cảnh đời xung quanh mình, luôn nhận được những bài học quý giá từ chính những ứng xử cao cả của những người còn gánh nặng mưu sinh.
không còn sợ hãi khó khăn và tự tin sẽ nỗ lực hết mình để sống cuộc đời ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Lối suy nghĩ tiêu cực và lăng kính một màu của mình giờ đây đã được xóa sạch bởi những câu chuyện có thật được viết lại trong trang sách từ chính những trải nghiệm của tác giả. Mình nhận ra bản thân nên có cái nhìn đa chiều, một tấm lòng bao dung rộng lớn để có thể nhìn nhận mọi việc không phiến diện, không chủ quan. Cuốn sách còn cho chúng ta thấy được những giá trị nhân văn, vẻ đẹp của con người và tình yêu nhân loại một cách tự nhiên, với tinh thần lạc quan được thẩm thấu vào tâm hồn của người đọc. Để rồi từ đó mình nhận ra bản thân mình thật sự may mắn hơn những cuộc đời trong trang sách kia. Bên cạnh đó, nhân vật của Hồng Hải cũng sống rất đẹp, rất kiên cường, với mong muốn cuộc đời sẽ tốt lên mỗi ngày. Vậy nên chúng ta cần phải có đủ ý chí, đủ quyết tâm để có thể phấn đấu về một tương lai tươi sáng hơn. Và mình cũng mong muốn có thêm cơ hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, được cho đi và được chia sẻ những niềm vui nhỏ bé để khiến cho họ cảm nhận được hơi ấm giữa con người với con người. Mình nghĩ mọi sự nỗ lực của bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua, để chia sẻ, để an ủi những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, chính là việc mà mỗi chúng ta nên làm để có thể khiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Kỳ lạ thay, sau khi đọc xong cuốn sách, tâm hồn thiếu thốn của chúng ta sẽ được lấp đầy và ta biết cách sống thế nào là trọn vẹn hơn. Khi đọc sách nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển đến từng không gian, từng thời gian khác nhau, gặp nhiều người, nhiều câu chuyện ở những thế giới khác nhau, nơi mà chúng ta chưa đến hoặc chưa có ý định sinh sống. Khi đó, nếu như chúng ta nhập tâm vào câu chuyện và nhân vật, chúng ta sẽ trải nghiệm hết được từng cung bậc cảm xúc và ý nghĩa mà cuốn sách mang đến. Càng đọc, thương được cứ thương đi, càng khiến mình thấm sâu cách nghĩ, cách sống mà tác giả Hồng Hải muốn nhắn gửi. Hãy can đảm cho yêu thương và để sự tử tế lên ngôi. Hãy mạnh dạn nuôi nấng niềm tin vào con người. Hãy làm ơn đừng bỏ mặc phân tiên lúc ốm yếu, gầy gò trong lòng mình, uổng lắm. Mình xem sách như một người bạn, bởi khi ta trò chuyện và tâm sự với một ai đó, bất giác ta sẽ giữ lại những khoảng riêng tư cho mình. Nhưng với sách thì khác, sách sẽ lắng nghe ta, thấu hiểu ta, giúp ta tìm ra những câu trả lời của những vấn đề mà ta đang gặp phải. Mình tin các bạn đã đọc sách và đam mê đọc sách sẽ hiểu sâu sắc câu nói của Harvey McKay: cuộc đời ta thay đổi qua hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Chúng ta trưởng thành từ kinh nghiệm của thực tiễn và kinh nghiệm của việc đọc sách. Với những trải nghiệm đọc của bản thân mình, mình mong muốn các bạn có thể nhận ra ý nghĩa của việc đọc sách. Hãy đọc sách khi có thể và hãy trân trọng sách. Cứ tin mình đi rồi các bạn sẽ thấy, sách sẽ khiến ta thay đổi và thật sự hạnh phúc. Khi nhìn xung quanh, mình đã có cảm giác trăn trở vì một bộ phận không nhỏ bạn bè mình chỉ đọc các sách chuyên ngành và thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ hơn là việc cầm sách đọc. Mình đã tự hỏi đây có phải là sự thay đổi của thời đại, là xu hướng của giới trẻ hay là bởi vì chúng ta chưa thực sự sống và thấm đẫm trong văn hóa đọc. Mình có một kế hoạch với mục tiêu giúp bản thân và các bạn có thể thường xuyên tiếp cận với việc đọc sách, từ đó hình thành văn hóa đọc. Đó là thực hiện và phát hành sách nói. Sách nói với đặc điểm sử dụng giọng đọc để tác động trực tiếp đến cảm xúc của người nghe. Đồng thời, sách nói còn có đặc điểm không sử dụng trực tiếp mắt để nhìn, tay để cầm nhưng vẫn có thể tiếp cận dễ dàng. Từ đó chúng ta có thể tận dụng thời gian để làm những việc khác, đồng thời vẫn có thể để mắt nghỉ ngơi và bảo vệ mắt. Hai đối tượng chính mà kế hoạch này muốn hướng đến đó là những người khiếm thị và giới trẻ. Nếu như đối với những người khiếm thính, bộ sưu tập sách chữ nổi ở các trường học và trung tâm được sử dụng rộng rãi, thì với những người khiếm thị, bộ sưu tập sách nói dường như vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, đối với giới trẻ, sách nói sẽ phù hợp hơn với xu hướng nghe nhìn, tiếp cận các sản phẩm truyền thông đa phương tiện hơn là sách giấy. Với kế hoạch này, phương pháp thực hiện mà mình nghĩ là khả thi như sau. Bước đầu tiên, chúng ta cần lập danh sách những sách có thể thực hiện sách nói. Sau đó, lựa chọn những sách hay, phù hợp với hình thức sách nói và phù hợp với đối tượng hướng đến. Mình có tìm hiểu luật bản quyền và sở hữu trí tuệ, thì được biết có thể chuyển đổi hình thức từ sách in sang sách nói để phục vụ cho đối tượng đặc biệt là người khiếm thị. Và có thể chuyển đổi hình thức từ sách in sang sách nói đối với sách in không còn bảo hộ quyền tác giả.
Bước thứ hai, chúng ta cần thực hiện thu âm và xử lý sách nói. Để sách nói được mọi người hưởng ứng, cần thiết có giọng đọc truyền cảm và phù hợp với từng thể loại sách. Mình nghĩ các bạn trong câu lạc bộ người dẫn chương trình hay các bạn có khả năng có thể tham gia thu âm và xử lý sách nói như một hoạt động đóng góp vì cộng đồng. Bước thứ ba, chúng ta sẽ lập ra một kênh phát hành sách nói, có thể là một kênh Facebook, một kênh YouTube, hoặc một kênh OnMic, hoặc một kênh Spotify. Bước thứ tư, chúng ta cần quảng bá, cung cấp sách nói đến những đối tượng tiếp nhận. Mình hy vọng một kênh phát hành sách nói dành cho giới trẻ Việt trên mạng xã hội và một hệ thống âm thanh sách nói được phát sóng vào các khung giờ cố định dành cho các trẻ em khiếm thị ở các trường học, trung tâm của người khuyết tật sẽ là kết quả cho kế hoạch hành động này. Cảm ơn cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã tạo điều kiện cho bản thân mình có cơ hội được chia sẻ niềm vui đọc sách và ý tưởng lan tỏa sách đến với cộng đồng. Mình tin rằng việc đọc sẽ giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn và mỗi cá nhân có thể hoàn thiện chiều sâu văn hóa, từ đó góp phần làm cho xã hội phát triển mạnh mẽ và bền vững.